Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Đại Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các anh, các chị, các cô chú tất cả tỉnh rất xa về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là sáng hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin, có một hai chị em ở một tỉnh rất xa thì về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân của mình. Thì mới đây anh em hiệp sĩ Bình Dương đã từng ghi nhận rất nhiều thông tin, đặc biệt là rất nhiều các em gái, các chị gái không hiểu lý do nào đó mà bỏ chồng, bỏ con mà đi theo mấy những mối tình khác, và thậm chí là bỏ đi mất dấu luôn. Đây tiếp tục với câu chuyện tiếp theo. Rồi xin phép chào chị gái nhé. Chị có thể chị giới thiệu chị tên gì? Tôi tên là Đoàn Thị Kim Long. Rồi. Chị đang ở đâu? Dạ, ở Bình Dương. Bình Dương. Rồi, cảm ơn chị nhé. Rồi xin chào em trai. Em trai biết em tên gì? Đỗ Văn Út. Anh Đỗ Văn Út hả? Dạ. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi? Sinh 1954. Ồ, tuổi con chuột đúng không? Ồ, phải không? 84 là tuổi con chuột đấy. Trâu con chuột. Con chuột. 85 là con tuổi xỉu. 85 mới là con trâu. Còn đây là con chuột rồi. Rồi, hôm nay là mình anh đi với ai đây? Đi Thím kế trọ. À, Thím hả? Thím thì gọi cô đi ha, xin gọi cô đi nhá. Dạ. Rồi thế hôm nay là gọi là hai thím con đúng không? Dạ. Về đây thì nhà anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai? Tìm vợ. Tìm vợ. Mình nói chuyện lớn tiếng được không? Chuyện lớn hơn. Nó nhỏ quá không nghe được. Mình vẫn nói chuyện nhỏ vậy ha. Cố gắng nói lớn lên nhé. Dạ. Nó nhỏ quá. Rồi. Mình tên là Út hả? Dạ. Tên là tên thật luôn hả? Hay là tên luôn. Tên bên ngoài gọi? Tên thật luôn anh. Tên trong giấy tờ hả? Dạ. Bên ngoài tên gì? Không tên... không có tên. Bên ngoài không có tên khác, không có tên khác hả? Dạ. Mỗi tên Út hả? Rồi, Út hiện nay đang ở đâu em? Ở Bình Chuẩn, Bình Dương anh. Bình Chuẩn, Bình Dương hả? Dạ. Em quê quán ở đâu? Kiên Giang. Kiên Giang. Em ở Bình Chuẩn lâu chưa? 7-8 năm nay à. Cũng lâu rồi. Mình có nhà chưa? Không. Ở trọ hả? Ở trọ Bình Chuẩn hả? Rồi, em cho biết hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin tìm ai? Tìm vợ em. Vợ và ai nữa kia? Vợ với con. Cho anh biết này, vợ em họ tên là gì? Lê Thị Thu Thảo. Lê Thị Thu Thảo à? Dạ. Vợ em năm nay nhiêu tuổi rồi? 35. Vợ sao em 35 tuổi mà vợ 35 luôn hả? Em 39 rồi. Vợ em sinh năm mấy? 92. 92 lấy đâu 35? 92 31 tuổi. Nha. 92 năm nay 31 tuổi. Có 31 hả? Trong giấy khác ngoài hả? Có kỳ vậy? Thế giấy là sinh năm mấy? Giấy 1992 á. 92 năm nay 31 tuổi. Rồi, 31 tuổi là mình còn đây là sinh năm 92 đúng không? Còn mình sinh năm 84. Vậy là mấy tuổi? 8 tuổi hả? Như này là 8 tuổi đó, phải không? Đúng rồi, mình thấy là ngoài 8 tuổi. Còn ra ngoài thực hư thì không biết hả? Đúng rồi. Rồi, em cho anh biết này, em lấy vợ lâu chưa? 17 năm anh. 17 năm. Vợ 31 tuổi, 17 năm. Vậy là 15 tuổi, 14 tuổi vợ lấy chồng à? 17. Mấy tuổi hả? Lúc là 17 tuổi ngoài, 17 tuổi. Trời đất quý thần ơi. Này là có 14 tuổi thôi, đúng chưa? Đấy là tính theo giấy tờ không? Chưa có tính, chính xác mình tính theo như thế này là có một khoảng 14 tuổi à? Toàn. Vậy là trước yêu nhờ vì quen vợ ở đâu? À, ở quê luôn mà, hai đứa. Quen ở quê ha. Mình được mấy người con rồi? Hai người. Hai. Mình hai trai hay gái? Hai trai không? Hai trai luôn. Hai trai xong lại nguy cơ là hai miếng đất rồi. Lại hai miếng đất rồi. Dạ. Rồi, em cho anh biết này. Con của em là năm nay là mấy tuổi rồi? Lớn 13 tuổi rồi. 13 tuổi? Dạ. Vợ 13, 14, trên giấy 13. Vợ 31 tuổi. Con 13 tuổi. Vậy là tính như thế là 18 tuổi. Khoảng 17 tuổi, 18 tuổi. Nhưng mà thực hư thì chưa biết. Ôi trời ơi. Rồi em cho anh biết này, trong thời gian vừa qua là em làm việc gì và ở đâu? Em làm công ty anh. Công ty ở đâu? Thì ở ngã ba Khánh Bình. Ngã ba Khánh Bình nha. Khánh Bình là đâu ta? Em nói rõ lên mọi người biết được. Khánh Bình Tân Nguyên Bình Dương á. Khánh Bình là Tân Nguyên Bình Dương ha. Vợ em làm công việc gì cụ thể? Cũng làm công nhân. Công nhân ha. Rồi vợ làm công nhân. Thế còn em làm gì? Em cũng công nhân luôn. Công nhân là cụ thể công nhân gì em? Làm bên cơ khí. Cơ khí. Vợ làm cơ khí không? Không, vợ làm sinh gỗ. Vậy là hai vợ chồng em là từ quê đúng không? Lấy nhau xong mà về Bình Dương làm việc. Rồi em cho anh biết này, Vậy là hai vợ chồng em sống trong thời gian qua là có hạnh phúc không? Lúc đầu có, lúc sau này gần đây thì nó cũng có chuyện. Chuyện gì nữa? Ý là kiểu như là hai vợ chồng không được ấy anh. Là sao? Cụ thể là sao? Mỗi lần ấy là vợ em nó tránh né thì... Vợ giờ là kiểu như là cái tình cảm không dành cho mình nữa đúng không? Đúng rồi. Lâu chưa em? Khoảng 2-3 tháng trước. 2-3 tháng trước? Là có là hai vợ chồng nhưng mà thường thường có ngủ chung không? Trước ngủ đây? Chung không? Ngủ chung thì vì cái tình cảm vợ lúc trước là có sao? Dành cho vợ mình nhiều ít? Nhiều mà lúc gần đây thì có nữa. Sao? Gần đây làm sao? Ý kêu gần đây vợ em nó lạc lạc. Gần đây lạc lạc? Lạc là nhạt đúng không? Ít muối đúng không? Ôi giời ơi, này hỏng rồi em ơi. Vậy là trong thời gian qua là vợ em đi làm mà có đưa tiền cho em không? Không. Không đưa tiền? Thế em đi làm này trước đây em có đưa tiền cho vợ không? Có. Đưa nhiều không em? Thì đưa làm lâu nhiều đưa hết à. Làm nhiều đưa hết? Ồ. Cụ thể là khoảng nhiêu? Thì nhiều đưa nhiều, 9-10 triệu gì là 7-8 triệu cũng có. 7-8-9-10 triệu, có nhiều nó có nhiều đưa hết vợ bấy nhiêu? Là tháng lương nhiêu là vợ quản lý hết, nó vậy á. Thì tiền làm về phải đưa cho vợ rồi. Ê, khổ quá nhỉ. Thế giờ là vợ đi đâu rồi? Ra ngoài ở gì nè. Ra ngoài ở? Ở với ai? Không biết, người ta mới biết. Đi tìm đó. Trời đất quý thân ơi, thua rồi. Thế vợ em đi lâu chưa? Gần 2 tháng rồi. Gần 2 tháng? Ồ. Thiệt hả? Vợ đi gần 2 tháng rồi. Thế trước cái thời điểm vợ đi ấy, là hai vợ chồng em sống với nhau là có hạnh phúc không? Có. Vợ ăn mặc đẹp không? Trước đây ăn mặc đẹp không? Bình thường thôi. Bình thường. Vợ đi mấy giờ về mà sáng đi mấy giờ mà chiều mấy giờ về? Sáng đi 7 giờ đi, 6 giờ về, 4 giờ rưỡi về. À, về có đúng ngày không? Đúng giờ không? Lúc đúng lúc không à? Lúc đúng không à? Lúc đúng chạch đúng không? Dạ. Ồ. Vậy là nhiều khi là nó cũng có thời mưa trời, thời tiết thì nhiều khi nó cũng mưa nắng nắng vậy á. Đúng không? Còn người ta nhiều khi là nó cũng một ngày 24 giờ nó nhiều khi nó cũng có nhiều thời điểm nó cũng chập chập mát kiểu vậy ấy. Đúng không? Em có nghĩ như vậy không? Ừ. Rồi những lúc mà vợ về mà trễ như vậy em hỏi vợ là vợ nó đi đâu? Vợ đi mua đồ, đồ trong nhà thôi. Có đồ không? Thấy đồ không? Có. Mua nhiều không? Ít. Ít à? Ít mà vợ đi lâu không? Lâu. Đi lâu mấy tiếng? Để khoảng nửa tiếng. Đi nửa tiếng là xong rồi. Nhiều ông làm có 2-3 phút là mà đúng không? Mà đi nửa tiếng là xong rồi. Đúng chưa? Này hỏng rồi. Và đến giờ phút này là em đã tìm vợ những đâu rồi em? Đến giờ phút này á, mấy tháng qua em đã tìm vợ đâu rồi? Hả? Lại công ty nhưng không cho nó ra không gặp được. Nhưng mà vợ còn làm công ty không? Ừ. Vẫn trong công ty luôn. Dạ. Mình đứng mình căn luôn. Ừ. Căn cổng gặp không? Chạy theo không kịp. Dí không kịp luôn. Dạ. Trời đất quý thần ơi. Dí vợ đàn ông mà dí vợ dí không kịp. Thì kiểu chạy xe chạy như mình chạy sợ gần nó thấy á. Chạy xa thì dính đèn đỏ. Thuê Grab. Mình thuê Grab 2-3 xe bám theo. Thay đổi địa hình. Không có tiền bạc ăn. Khổ dữ vậy. Ừ. Vậy đến giờ phút này là gia đình em với gia đình vợ có biết là vợ bỏ đi theo người khác không? Dạ biết rồi. Vậy là vợ đi bằng người khác rồi? Không đi với ai thì biết mà như cơ bỏ ra đi. Ở nhà đi, ở riêng gì đó. Vợ chưa biết là chính xác đi với ai. Đúng. Em cho nhỏ này, trước thời điểm vợ đi là hai vợ chồng vẫn ngủ chung. Đúng. Mình vợ có cho mình làm chuyện đấy không? Không cho luôn. Mình có ôm vợ không? Có anh. Ôm vợ có đồng ý không? Khi gây show ra luôn. Hất ra luôn. Có bao giờ vợ táng vào mặt không? Không. Không, vợ xô ra vợ nói làm sao? Mệt. Mệt. Ồ, mệt hoài vậy. Kỳ vậy, trước đây vợ có bỏ mệt không? Không. Mà bây giờ tự nhiên vợ lại nói mệt. Nhưng mà mình đã đi kiểm tra vợ, đi chở vợ đi khám chưa? Xem mà vợ có bị làm sao không? Mệt không? Không. Vợ có hay nhắn tin gọi điện cho ai không? Đó là điện thoại cá nhân em không coi tới. Nhưng mà mình có căn mình hoặc là mình vô tình thấy không? Lúc thấy có nhắn tin mà không biết nhắn cho ai thôi. Ồ. Có bao giờ nhờ vợ nhắn mà vợ cười hoặc là vợ khóc một mình không? Có. Ồ, cười rồi. Cười rồi hả? Mấy giờ? Khoảng mấy giờ? Đến tối bữa tối thôi. Khoảng mấy giờ? 7-8 giờ. Vợ có hay chơi với con không? Có. Có. Em có bao giờ tự dưng mà bỏ nhà đi 1-2 ngày không? Không. Không luôn hả? Đến giờ phút này em nghi ngờ là vợ đi đâu mà tự dưng bỏ em có đánh vợ không? Không, em không đánh đâu. Không đánh? Không. Sao vợ đi? Tự dưng là vợ sao nó đi được? Thì em không biết lý do vậy. Ừ, sao đi được? Kỳ ấy. Em có thương vợ không? Có. Thương nhiều không? Nhiều. Còn yêu nhiều không? Trước đây em dụ vợ ấy, Này mình yêu, mình tán ấy, là có thể anh hứa anh yêu em không? Anh sẽ yêu em trọn đời không? Có hứa làm sao em nói em nghe nào. Hứa làm sao? Giờ Hương nó lo suốt cuộc đời. Em hứa nào, em nói này, ví dụ anh là vợ em đi. Để em thử tỏ tình nào. Thì em thương anh lo sẽ lo cho em suốt cuộc đời. Là lúc mà mình ôm hay là mình cầm tay? Cầm tay. Cầm tay rồi, sao nữa? Thế vợ con người có nhũn ra bún không? Không. Không nhũn vợ cứng luôn hả? Cái ấy. Nói đúng tim đen mà vợ này người này không nhũn hả? Vợ vẫn cứng như vậy. Cứng không gỗ luôn. Thế là những cái thời gian mà gần đây nhất là vợ bỏ đi, vậy nên là vợ không cho mình làm chuyện đấy. Vợ nói mệt. Nhưng mà theo như mình nghi ngờ vợ mệt thật không? Không à. Không mệt. Đi làm gì sớm không? Về sớm sao mệt? Không tăng ca đúng không? Dạ. Vậy tăng ca chỗ khác rồi, tăng ca phòng lạnh rồi. Tăng ca chắc là bơi, tập bơi trên phòng lạnh rồi. Vợ em biết làm, biết bơi không? Không. Không biết à? Bơi trên cạn rồi. Này. Anh nhìn vợ em rất trẻ. Vợ em kém em rất nhiều tuổi. 8 tuổi. Rất nhiều tuổi. Em về em có quan tâm đến vợ nhiều không? Có. Em quan tâm sao? Thì cũng hỏi thăm ấy được. Hỏi khơi khơi vậy thế hả? Có hỏi em mệt không? Hôm nay em mệt, em đi làm công việc sao? Em có vui gì? Em kể chuyện anh nghe không? Có nói vậy không? Có. Vợ có tâm chia sẻ gì không? Không. Nói là qua rồi thôi. Cô qua là chuyện lắng, chuyện khác đúng không? Dạ. Rồi, vậy hiểu rồi. Vợ đi bằng phương tiện gì? Xe máy. Xe giờ đâu rồi? Xe giờ chạy đi. Xe gì em? Tay ga. Tay ga xe gì? Vision. Xe của ai mua? Hai chồng mua. Tên của em đúng không hay tên là vợ? Tên vợ đi cho hoành tráng đúng không? Vợ đi cho yên tâm. Mình xe mua lâu chưa? Cũng lâu anh. Biển số mấy? 68. 68G1. 68G1. 61804. 61804. 04 này, số này thì không đẹp. Xe này biển Kiên Giang đúng không? Dạ. Vợ em có đeo vàng vòng không? Có. Mà đeo nhiều không? Nhiều. Ôi trời ơi. Mấy cây? Khoảng gần 2 cây. Gần 2 cây vàng. Vậy là đeo kín người rồi. Kín cổ, kín tay đúng không? Đeo dây chuyền không? Có dây chuyền, vòng. Vòng hay có lắc, vòng hay lắc tay? Hay kiềng? Kiềng người lắc lên. Đeo nhẫn không? Có nhẫn. Trời đất quý thần, sao em cho vợ đeo nhiều dữ vậy? Cô cũ như vợ đeo như sao trời. Trời ơi, cho vợ đeo giờ trai dụ mất rồi em ơi. Thế là đến giờ phút này em có gọi điện cho vợ không? Rồi không bắt máy à. Còn đổ chuông không? Không. Nhưng không nghe máy. Các trang mạng khác em gọi có được không? Qua Zalo đồ phá rồi. Chặn luôn hả? Chặn luôn, lét luôn rồi. Thua. Em thông báo cho gia đình vợ biết chưa? Dạ biết hết rồi, biết rồi. Gia đình vợ nói làm sao? Dạ, không có nói gì, lên đây tìm mà cũng không được. Nhưng mà gia đình vợ có chia sẻ gì có nói là thôi con đừng buồn không? Không có. Mẹ vợ lên nói làm sao? Thì cha vợ có lên đây nhưng mà kêu gì cho thăm mà không gì. Cha vợ có liên hệ cho con cho vợ không? Có. Vợ có nghe không? Có nghe mà kêu như ở lại chỗ em ở lên chỗ em á. Thì kêu về đây. Mà vợ em không về. Vợ không về. Vợ đang vui với mối tình rồi. Sao mà về được? Cá căn câu biết đâu mà gỡ. Em trước đi câu cá bao giờ không em? Em biết làm mồi câu cá không? Về bây giờ phải tập đi câu đi. Nâu rảnh cuối tuần ấy, thư giãn một hôm đi câu cá. Là mình giật con cá này là mình phải làm mồi bằng gì? Là người ta đang giật con mồi vợ mình như vậy đấy. Hiểu không? Đàn ông bây giờ rất nhiều người ta rất tài. Nhưng anh thấy em rất hiền đúng không? Em có hiền không? Hiền lắm. Hiền dữ lắm không? Em có đánh vợ bao giờ không? Anh hỏi lại này. Thật không? Có chửi vợ không? Khi nóng quá la thôi chứ không chửi gì. Nóng quá la. Tát bạt tay nào chưa? Chưa luôn. Đó giờ sống có tát nó bạt tay nào không? Không. Vậy là em có nhậu không? Chưa có giờ không à. Sao kỳ vậy? Buồn thì nhậu nhiều hơn chứ. Nhậu rồi lỡ đau ốm mà lo. Ở con mình. Trước vợ em có lo cho em cái gì không? Có, cũng có. Có hả? Những lúc vợ mà đau ốm này em có quan tâm vợ không? Nấu cháo cho vợ, xúc cho vợ ăn không? Có quan tâm cho đau ốm rồi. Nâng vợ dậy không? Lấy khăn rửa mặt không? Chưa đến lúc đó, vợ đã đau là thôi. Vợ chưa đến cái tình cảnh đấy đúng không? Dạ. Đến giờ phút này là vợ đi rồi. Theo em đang suy đoán, hoặc gia đình em, hoặc các bạn bè em đang suy đoán. Tự dưng vợ đi đâu mà ôm con và bỏ lại thêm con. Em được 2 người con đúng không? Dạ. Bây giờ vợ ôm một đứa đi, bỏ một đứa ở nhà. thì đi đâu theo em? Biết đi qua ngoài ở bây giờ em chưa biết. Lý do tại sao? Mình đang có chỗ ở, có chồng, có con. Lý do? Rồi em cũng không hiểu được. Mình phải hiểu chứ em. Em là người hiểu hơn anh biết. Thì nó không hiểu đó, nó không biết, nó mới nhờ tới mấy anh giúp đỡ cho nó đó. Em giờ này em không hiểu thật luôn hả? Không hiểu thật luôn mà, không ở đây cũng vậy. Rồi. Đây chỉ là biết nó bồng con nó đi thôi. Rồi, xíu nữa anh ngoại làm thôi. Xíu nữa anh em sẽ giải thích cho em hiểu nhé. Rồi cảm ơn em nhé. Anh thấy em hiền hay là em sao khuôn mặt nó xanh sao vậy? Thì vợ bỏ à, chú nghĩ đi. Vợ bỏ buồn không? Vợ bỏ mà đi cả 2 tháng đó, ăn uống làm sao? Có. Khóc nhiều không? Hết nước mắt rồi. Em khóc như nào? Khóc đêm nằm này rơi nước mắt rơi thôi chứ. Tự nghĩ rớt nước mắt hả? Yeah. Còn gia đình của em có chia sẻ được động viên em không? Cũng có. Anh nhìn mặt em thực sự là không hiền. Đấy, nhưng mà em lại hiền, đúng không? Hiền mà. Nhưng mà nhìn khuôn mặt này không hiền. Thế là trên khuôn mặt thì tóc lên vậy nó buồn nó hớt vậy chứ nó hiền lắm anh ơi. Hiền lắm. Hỏi tới đâu thì nói tới đó. Bữa nay sao mà nói được nhiều á. Dạ không à. Bây giờ em hãy nói một điều gì đó để cho vợ em xem được đi. Em nói một điều gì đó tình cảm nhất đó thì con nói đi. Tự em nói. Bây giờ thấy tôi mà không về nuôi cùng sống lại nuôi 2 đứa nhỏ. Còn chút tình nghĩa thì quay về. Em nói chuyện ngọt ngào chứ nào. 1, 2, 3 ngọt. Nói không được rồi này. Phải ngọt. Trước đây nói chuyện không ngọt thì bây giờ trai khác nó dụ vợ em ngọt đấy. Bây giờ em phải nói chuyện ngọt hơn người ta. Cuộc thi nào cũng có người chiến thắng. 2 con trâu húc nhau thì phải 1 con què và 1 con xuống suối. Ê, bây giờ cái ông tướng kia ông ấy đôi khi là ông ấy bây giờ là em xuống suối rồi thì sẽ nó bắt được con mồi đó. Đấy, bây giờ em lại nói làm sao để em giành được con mồi của em đấy. Dạ, được. Khó lắm. Khó lắm rồi. Khó là mình thua à? Thua là mất vợ em. Em có sợ mất vợ không? Giờ cũng mất rồi, sợ chứ mà. Mất nhưng mà đôi khi vợ vẫn quay lại. Rồi anh cảm ơn em nhé. Rồi xin chào cô nhé. Cô bây giờ này, cái câu chuyện mà em trai này thực sự là nói chuyện là không biết là em ấy không hiểu hay cố tình không hiểu. Nhưng mà theo cách nhìn nhận ấy thì em trai này chia sẻ thì có thể là rất hiền. Dạ thì cô có thể cô cho anh em biết rõ cái câu chuyện này được không? Là như nó là chỉ là biết vợ nó là dọn trọ đi, bọn con đi thôi, gỡ con đi làm thôi. Chứ ở đây với nó đâu cũng không biết là vợ nó đi sao thì mình không có biết. Chỉ là nó nói là nó dặn này là nó không sống chung nữa, đi ra mướn trọ ở, đi làm nuôi con. Chứ ở đây là không biết nó đi rồi nó có bạn bè gì không thì mình không biết. Cô theo cô trước đây cô thấy là cái tình cảm mà hai vợ chồng yêu nhau dữ không? Vợ chồng nó thì cũng bình thường chứ không đánh đập, không cự cãi gì hết. Đi làm về thì cũng chồng vợ gì á mà nghe này nói thì gần đây thì nó cũng có cái chút lật lạc gì đó. Chứ không có vợ chồng đi cũng không cự cãi gì hết. Thương dữ rồi. Thì thằng này nó thương vợ mà. Thằng con nó thì tôi giữ. Nó giờ nhỏ tới lớn thì tôi cũng giữ nó đó. Rồi nó đi về nó bắt đi rồi nó cũng không cho điện đài gì cho thấy nhỏ mà không cho nhỏ nói chuyện với thằng này luôn. Rồi biểu nó nói với chồng nó là đi là nửa thằng này điện đi về là nó đem về cho thăm. Cuối cuộc mấy tuần nó cũng không đem về thăm luôn tới giờ. Gần 2 tháng rồi. Gần 2 tháng rồi. Trên người vợ đi này. Dạ. Là tôi nói là chuyện đó là còn đã có đó, còn như chuyện của nó đang coi nói ra là cũng có đó. Thì mình nói rằng thì mình biết. Có là hoàn toàn là cô là thấy gia đình rất hiền đúng không? Nó hiền lắm. Cái đó là thiệt tình luôn á. Còn cái chuyện đi sâu gì vợ chồng nó gia đình nó làm sao nữa thì mình không hiểu, mình không biết. Đúng rồi. Tội nghiệp quá trời luôn nhỉ. Bởi vậy mình mới thấy tội nghiệp nó nè, sớm nhà thì mua bán không có ai đó thì cũng đóng cửa lại đi đó. Mời tính đi ấy thuốc uống hồ nó đau qua nay. Vậy là cũng phải đi giúp đúng không? Giúp cho để cháu là hy vọng là cháu tìm được vợ và con. Được vợ nó rồi đem con nó về chứ không ở đây nó cũng không có yêu cầu gì. Là chỉ là bà con cái đi về thôi, vợ chồng thì miễn hàng gắn lợi thì ở thì nuôi cùng nuôi 2 đứa nhỏ nữa cho nó đi học. Theo cô là cô nghĩ là vợ tự buồn quá, chồng ít tâm sự. Không, cái đó thì mình cũng không biết là nó nói nó đi rồi nó nói là nó sống chịu đựng 17 năm rồi. Không biết cái chuyện gì vợ chồng sao, mình không có biết mà thấy không cự cãi không gì hết. Vợ chồng cũng thuận hòa lắm, tôi cũng thương yêu nhau lắm. Mà không biết cách sao đùng đùng ngang là nó đi ngày thứ 7. Rồi nó gỡ thằng nhỏ lại là đúng 2 tuần mới về nó bắt. Là nó đi luôn tới nay đó. Chứ không có cự cãi gì ở chòm xóm trên cũng vậy đó. Tội nghiệp chứ ha. Vậy là trước đây là mình đi làm bao nhiêu là đưa tiền cho vợ hết? Không có giữ tiền ha? Hàng tới sáng ra đi làm là vợ có chia cho đồng nào không? Không có à, giờ tiền xài. Mấy chục? Bữa nay 2 bữa giờ 100, 200. 2 bữa 100. Còn nói gì nè, nó đi là nó nói thằng này là bị bệnh yếu, bệnh sida là nó bỏ đi. Mà nói ra nè, với tỷ sida thì 2 đứa đều cũng vợ chồng mà cũng bị bệnh hết. Ở thời gian đó thằng này tôi cũng đưa tiền, nó cho mượn tiền tôi đó, là đi khám tổng quát hết là cũng không có giấy đem về, là không có. Nó bị bệnh là bệnh đàn ông là viêm tuyến tiền liệt gì đó. Thì nó giờ nó đang điều trị mà. Nó bình thường mà. Không bình thường là có vậy đó, nó đi là nó nói sự thật là viêm chích cho bắn chích nha. Còn ngoài ra chuyện gì nữa thì không biết. Cái việc viêm thì viêm nhé, bình thường nhé. Cái đó là bây giờ là hiện bây giờ nó đã bệnh là bị viêm tuyến tiền liệt đó. Nó đang điều trị uống thuốc mà. Cái đó nó có ảnh hưởng gì đến cái sinh hoạt vợ chồng không ta? Có thể nó cũng có như không... thì em cho anh hỏi này. Vậy là anh hỏi thật em, là mình là đàn ông nhưng mà mình chia sẻ thẳng thật. Bởi trên đây cái câu chuyện là rất nhiều người đang ghi nhận rồi. Cái câu chuyện này mình theo em ấy, em thấy là mình cái món mà ấy hành tây em có yếu không? Yếu hơn trước không? Yếu rồi. Đúng rồi đấy. Nhưng mà mình có đòi hỏi không? Cũng có mà ít đúng không? Nói chung yếu hả? Vợ biết yếu hả? Dạ biết. Ồ vậy đúng rồi. Thì đó làm sao thì mình không biết đó. Nữa. Vậy là yếu. Bây giờ em lo điều trị đi. Nhá. Cái này đơn giản mà. Điều trị mà. Cái này đơn giản không gì khó. Chợ ông già chồng tôi không có. Nên là nói chung cái này không có gì khó, không phức tạp. Nha. Ta mổ luôn nữa mà. Cái này rất đơn giản. Không có gì khó. Thì nó nói vậy đó. Mà còn chuyện gì sâu nữa thì mình. Bây giờ nếu thực sự anh em hiệp sĩ Bình Dương mà tìm được ra mà không phải là vợ em đi ở với con một mình, ôm con đi, mà vợ em đang ở với người khác, em còn yêu không? Còn à. Vẫn còn, kỳ vậy. Lo gì cho nó 2 đứa nhỏ à. Nhưng mà vợ em cứ 2 ngày nó đi tiếp, 1 ngày nó đi tiếp. Vậy hiện nay em là súng lục của em này yếu rồi, đạn không ra, bắn không ra đạn rồi. Ông khác đạn ông mạnh hơn. Đó. Chuyện đó thì vợ chồng nó tự giải quyết. Đúng không? Thì mình đó, vẫn yêu. Cái bệnh hoạn thì mình chỉ nó từ nó cũng hết thôi chứ gì đâu. Em yêu vợ em mình nhiều nhất cái gì? Ngọt không? Vợ em nói chuyện ngọt không? Ngọt. Ngọt lắm. Vợ em gọi em bằng như nào? Khi mình tên thì kêu anh. Kêu nào em thường nói anh. Kêu anh ơi, khi Út ơi, ông ơi. Anh ơi, Út ơi, mình ơi. Không đúng không? Mình. Không kêu mình à? Có khi nào kêu mày ơi không? Có luôn. Ồ. Mày ơi là những lúc bức xúc đúng không? Đúng rồi, dạng. Vợ em có bao giờ đánh đá mà chửi em không? Có, thường xuyên. Chửi luôn, thường xuyên. Nóng lên là khi có chuyện nóng này là chửi. Chửi luôn. Chửi lúc em có bà tay không? Không. Sao em bảo mày hỗn với tao, tao bà tay luôn. Không dám rồi. Hiền ha. Không phải như ở chợ là quá thì ta cười đó chứ. Em sợ người ta cười nhưng mà vợ em lại không sợ. Khổ thế. Bây giờ thực sự là em có mong muốn là tìm, bây giờ theo như em tìm vợ và con thì em muốn tìm ai nhất? Con em. Tìm con ha. Con em trước ở nhà có quây quần, có hay ở bên em không? Có. Mê cha lắm. Cha mẹ cũng mến luôn, bà nội nữa nè. Mê lắm, hồi nhỏ là ở đây là nó có 2 tháng mấy là ở tôi nuôi nó tới bây giờ luôn. Dạ. Tội nghiệp quá. Các bạn của em hiện nay có khuyên gì em không? Không ai biết à. Nó đâu có nói ai đâu, công ty nó không kể chưa biết. Nhưng hôm nay nhiều người biết này. Đúng rồi đó, hôm nay là nhiều người biết. Bữa nay tôi còn được con sống luôn. Hôm nay là cả thế giới biết luôn. Hôm nay là cả thế giới biết luôn đấy. Cô là bên giữ trẻ hả? Không, tại vì ở nhà trọ rồi mình bán tạp hóa đồ cái mình thấy nó tự nhiên mến mình, thương rồi mình giữ nó luôn à. Thấy tội ha. Giữ dâm ha. Ăn lắm. Giữ trả tiền chứ. Con tưởng giữ dâm đến tháng lấy tiền chứ. Tại vì mẹ nó trả tiền, cha nó trả tiền mà. Nó gỡ người ta cũng vậy, mình như gỡ người ta mấy triệu mà mình lấy con cháu chút đỉnh gì đó. Theo cô ấy, cô nhìn nhận là liệu vợ em trai này có khi nào suy nghĩ lại quay về không? Theo cô cô không nghĩ, tại vì lúc nó đi là nó khăng nó nói là nó đã thâu thằng này, nó sống là nó chịu đựng 17 năm rồi, bây giờ nó hút áo ra đi chứ nó không nói gì nữa mà vậy thôi. Chứ mình cũng không biết rồi nó có trở lại, nó nghe câu chuyện này nó thương tiếc, nó trở lại với chồng con nó không thì mình không có hiểu. Chứ bây giờ mình thực tế ra mình cũng không biết là nó đi nó sống với ai, hay là thí dụ nó thì nó ở với mẹ con nó đi làm, tại vì nó nói là nó đi ra là nó đi làm thôi. Mình đâu có nghĩ nó, thì này giờ nó đang tìm vợ nó để quay về vậy thôi. Vợ của em ấy, hôm bữa đi làm là đi luôn không về đúng không? Về. Có về em đi làm nó đi về là nó đi ngày thứ Bảy. Là nó lỡ nó nói với tôi là bà già ơi, bà cho tôi gỡ hàng gấu rồi ít bữa. Tôi đi, con đi làm chuyện con xong rồi là con thông út rồi, con không có ở với ổng nữa. Thì nó đi ngày chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật, bữa thứ Hai nó về là lấy đồ, là trong khi đó không có thằng này, không có thằng này ở nhà. Rồi không biết vợ chồng điện nói chuyện sao thì không biết, rồi bắt đầu nó đi luôn đó, là bắt đầu 2 tuần sau nó mới về, nó rước con nó, thằng trai là cũng thứ Bảy. Vậy là đi thử, vậy là đi thử rồi. Dạ đúng rồi. Đi thử cho mà ngon. Đó là sự thật y gan vậy đó. Ừ, nếu ngon là đi luôn đó. Em cho anh hỏi thế này. Vậy là trong vòng 17 năm qua là em yếu từ trước hay sao? Hay mới bị? Mới bị có con. Có bình thường chứ. Thế mà tại sao vợ em nói là khó chịu đựng 17 năm qua? Rồi, không biết. Không biết mà. Vợ có bao giờ tâm sự với em không? Vợ có bao giờ nói em buồn anh quá không? Không nói hả? Tự dưng là vợ đi luôn đấy. Rồi bây giờ em còn muốn nói điều gì trên video này? Đây là cái cuộc trò chuyện mà đây là cái có thể là những lời nói sau cùng của em trên cái cuộc trò chuyện này để em dành cho vợ. Không nói gì hết. Không nói gì thì khó về đó. Chị nói mẹ thằng Kha là em ơi gì đó. Nói điều gì đó đi. Thì giờ tôi cũng mong sao đó thì nói trong tâm, nói sao đó thì nói. Đi được cái khó về em. Vợ luôn luôn nào mình vậy, đàn ông đi thì có thể về đó. Ừ. Đàn bà mình đi không bao giờ về. Cô đi lần nào chưa? Dạ chưa. Đi là đi này, luôn. Dễ gì à, tôi đi luôn á. Đi là đi luôn. Nhưng mà thường là vậy. Dễ gì? Nói chung là 10 trường hợp thì anh em tìm được đến 8-9 trường hợp. Đấy, nhưng mà khoảng 2-3 trường hợp. 2-3 trường hợp là về. Còn 6-7 trường hợp đi luôn. Đó, mấy trường hợp đi luôn. Thì cũng cầu mong vậy đi thì cho nó về, nó tá túc lại vợ chồng nó cùng nuôi con nó, giờ cũng bự rồi. Tội quá. Rồi hôm nay cô về đây cùng mấy em trai này để nhờ anh em Hiệp Sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ các thông tin để tìm vợ và tìm con của em trai. Ừ. Thì gia đình mình có đồng ý cho anh em Hiệp Sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ tất cả thông tin lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ và tìm con không? Có. Đồng ý nha. Dạ, rồi con cảm ơn cuộc chia sẻ của cô. Và cảm ơn em trai nhé. Rồi chúc em luôn luôn mạnh khỏe. Em hãy vui vẻ lên, cười giỡn bình thường. Chuyện gì đến sẽ đến lắm rồi đó. Nhá. Chuyện gì đến sẽ đến. Chứ mình cũng không thể, mình buồn giàu thì nó cũng không thay đổi gì nhá. Mấy bữa trước là ông có hay nhậu nhật nhiều không? Không, cậu làm ít nhậu lắm. Từ cái bữa vợ đi cơ mà. Không luôn, mấy ngày nó hôm đó nay nó không nhậu luôn. Tại vì làm tăng ca 9 giờ mấy đêm không à. Rồi, cảm ơn cuộc chia sẻ của gia đình mình nhé. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, ở đây tiếp tục với câu chuyện tiếp theo. Vợ của em trai không hiểu lý do nào đó mà đang một cuộc sống rất an nhàn, là theo ông chồng chia sẻ là trên người đeo trên dưới 2 cây vàng. Hiện nay đi theo một chiếc xe, phải là một chiếc xe rất đẹp. Đó. Đến giờ phút này thì chưa biết là em gái đang ở phương trời nào. Hy vọng là em gái này, nếu em gái xem được video này thì em gái không sống với chồng nữa thì cũng quay về để nói chuyện đàng hoàng với chồng một lần. Đây là có thể là nhìn ông chồng rất tội và nhìn rất hiền. Trong lòng hiện nay đang rất bối rối mà không biết nói điều gì. Chính vì lý do như vậy hôm nay mới về đây để nhờ anh em Hiệp Sĩ Bình Dương ghi hình. Rất mong cái video này đăng tải lên các cô chú anh chị, nếu ai phát hiện là thông tin chính thức em gái lêu hình như trên, đặc biệt là đang ôm một đứa trẻ thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Công Trần Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em sẽ tìm cách để thuyết phục để cho em gái này quay trở về. Cuối video cho phép Công Trần xin thay mặt các anh em Hiệp Sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.